Và kính thưa quý vị, đó là cái chuyện của con gái của người chú ruột tôi. Đây là hoàn cảnh thật của tôi. Đau khổ lắm quý vị ạ. Tôi nghe lời mẹ tôi bước lên xe tăng về nhà vợ. Trời ơi, lấy nhầm con mẹ Mỹ, trời đất ơi, nó to vậy nè. Nó cái bộ vú nó không là 50 bao rồi. Nó cân nặng là 296 bao. Trong khi tôi mới có 125 bao. Nằm xuống chưa nói được trên 5 phút, nó bắt đầu nó ngái rồi. Mà tiếng ngái nó lạnh lùng lắm. Có cái tiếng huyết gió đằng sau, tôi không biết từ đâu nó phát ra. Mà thỉnh thoảng chừng 10 tiếng nó mất, nó hụt mất chứ huyết gió. Thành tôi canh ngoài tới 7 giờ sáng hết ngủ luôn. Tôi càng ngày càng ốm mà nó càng ngày nó càng phình ra vậy. Trời ơi, cái bộ ngực nó lông còn hơn là cỏ mọc ngoài ruộng nữa. Ban đêm mà tắt đèn ôm nó rồi tưởng nó ôm trâu ôm bò nha, không phải ôm người ta. Cái bắp dế nó to bằng con bò con vậy đó. Tôi nghĩ sau này mà nếu nó đẻ con tôi thế nào mẹ tròn con cũng dẹp. Trời ơi, nó mà nó gác quên cái bắp dế qua con tôi mà nó ngủ quên cái sáng thế nào con tôi cũng thành bánh tráng. Và kính thưa quý vị, tôi nói mà quý vị không thể tưởng tượng con vợ tôi nó bự cỡ nào. Để tôi kêu nó ra để trình diện quý vị. Bo darling. Yeah. Trời đất ơi, hồi đó không biết có đi gánh kim chung không mà nó già giống bà Bích Hộp quá vậy không biết nữa. Ra đây trình diện với anh. Yeah. Thưa chàng, cho gọi em. Phải rồi, đứng thẳng lên nói chuyện được rồi, đừng ổng mà ổng ẻo rớt ba cái đồ phụ tùng xuống bây giờ. Dạ, nó rớt cái này, em có cái khác ngay, đồ giả mà. Nghe anh hỏi đây nè, đừng có nói tầm bậy nghe không? Tại sao cái ngực em bữa nay giống như hai cái quả diệm sơn vậy? Dạ, tại vì... Dì chàng hay chê ngực em lép như hai cái nướng cao. Hai cái nướng cao. Nên, rồi sao nữa? Nên em mới đi Mỹ diễn cho bác sĩ bôm lên. Em kế lom nheo. Trái cái lom nheo. Rồi em hút mỡ bụng nữa. Em sợ không làm vậy. Có ngày chàng sẽ bỏ em đi theo con khác đó. Thôi đừng khóc nữa, có gì nói tiếp đi. Nhưng không ngờ ông bác sĩ ông bôm lô thuốc nên nhú em nó hơi lớn. Được sao nữa? Nếu chàng không bằng lòng em sẽ đơn bác sĩ cho nó hút bớt nước ra. Sẽ nhỏ lại ngay à. Thôi được rồi, bữa nào đi hút cũng được. Giờ nghe nè, bây giờ em đã là vợ của người Việt Nam rồi. Tôi biểu em đã bận đồ phụ nữ Việt Nam cho nó eo thon nó đẹp chút xíu. Sao nó bận bữa đâu làm hoài vậy? Dạ, em có mặc thử áo quần Việt Nam rồi. Nhưng thưa chàng, sao vì hai cái bắp dế em nó bự quá. Thành ra quần cứ bị rách hoài. Nên xin phép chàng cho em mặc cái quần một ốm này cho nó khỏe. Mà nó mát nữa. Mát cái gì? Dạ, mát. Mát cái gì? Mát hai cái bắp dế. Được rồi, đừng có rung nó rớt đồ xuống bây giờ. Cái đồ ngựa bà. Chứ không phải bận vậy đừng khoe cái bắp dế lông cho mấy con dê sồm nó ngắm hả? Dạ, chàng rể oan em. Có ai thèm ngắm em đâu. Tội nghiệp không? Ý gì? Mà có. Ý ai? Ai ngắm? Nói cho ra. Nói không ra ai mới là kill you.
nói mau. Dạ từ từ, chàng đừng làm quá em sợ. Em đứng thêm em chết. Em chưa có mua life insurance. Ai? Ai em? Nói mà. Nói. Dạ. Dạ thưa. Có ông bầu football của đội Redskins ở Washington. Ông bầu Redskins của Washington. Dụ dỗ em hả? Dụ dỗ là điều gì? Ông ngắm hả? Cứ lanh xong nữa. Rồi. Ông gì? Rồi ông còn dụ dỗ em nữa. Trời ơi, dụ dỗ em đi đâu? Dụ dỗ, nói mau. Dạ ông. Nói mau. Dạ ông dụ em. Đi đâu? Dạ ông dụ em. Đi đâu? Trời ơi. Dạ, về đá cho đội Redskins. Mỗi năm trả em 1.2 triệu. Vậy. Rồi, bà có bằng lòng chưa? Bột ngu sao không bằng lòng? Đá an thiền đô la cho bột đi đá rồi lãnh bo bo sao? Em ký contract với ổng rồi đó. Ký rồi hả? Lãnh trước 200 ngàn. Trời ơi, lãnh trước 200 ngàn. Chết tôi rồi, đàn bà con gái mà đi đá football rồi ra nó đè cái còn gì là mình cọp xương voi. Ủa, mình hạt xương mai. Mình hạt xương mai. Dạ, chàng lầm rồi đó. Sao? Thối hôm qua em ra sân Nhật thử mới có 5 phút đầu tiên. Em hạ 3 thằng cầu thủ. Chà, hạ 3 thằng cầu thủ. Một thằng gãy 4 cái răng cửa. Và còn thằng thứ hai. Thằng thứ hai sao? Đã bị tê liệt suốt đời. Bị tê liệt suốt đời rồi. Còn thằng thứ ba. Thằng thứ ba sao? Em nhặt nó xuống. Rồi. Lấy bộ ngực khổng lồ này nè. Em đè lên mặt nó. Nó nghỉ thở. May nhờ có trọng thầy tới khang. Nếu không, nó cũng theo ông, theo bà rồi. Trời ơi trời, cái đồ đàn bà vũ phu. Anh đè nó vậy rồi nó chết rồi đi thưa rồi ở tù rục xương sao? Bởi vậy, sáng nay em trả lại cho ông bầu Redskin 200 ngàn. Và nghỉ chơi luôn. Giỏi, good wave. Em nguyện với chàng từ nay nè. Em ở nhà lo cơm nước này. Kim chỉ theo thùa chứ không có ngựa bà nữa. Sao nữa? Em biết nấu món ăn Việt Nam rất là giỏi đó chàng. Vậy nữa à? Nấu ăn Việt Nam đâu món gì đâu, kể khai ra coi. Dạ em nấu canh rau đây ăn với cà muối. Canh rau đây ăn với cà muối phải không? Phải. Rồi gì nữa? Dạ bún bò Huế. Bún bò Huế nữa. Dạ bán bột lọc. Bánh bột lọc. Rồi bán nậm trà tôm. Bánh nậm trà tôm. Mì Quảng. Mì Quảng hả? Cái đó là quê hương chú anh đó. Rồi gì nữa? Món miền Nam thì em nấu canh chua cá lóc. Trời ơi, canh chua cá lóc. Thịt kho dưa giá. Thịt kho dưa giá. Đặc biệt hủ tiếu Nam Giang ăn hết sảy. Hay quá, giỏi. Nhưng mà nghe anh hỏi đây nè, ai chỉ cho em nấu món ăn Việt Nam vậy? Dạ bà già chàng chắc còn nói nữa. Má anh dạy em nấu hả? Đã còn vậy em ca giọng cổ nữa đó chàng. Ca giọng cổ nữa? Đâu ca thì dạy câu cho anh nghe coi nè. Dạ chàng đàn đi rồi em ca cho chàng nghe. Thiệt vậy hả? Rồi anh đàn. Ôi
cái cảnh giờ cao tròn thấp. Trong gầy nhông giờ mập như voi. Mỹ dĩ cao lương thôi chẳng dám đòi. Nhường món bổ cho chồng thôi đắp hết. Chàng thì ăn khoai chiên dây bít thích. Thôi thì cơm dây rau luộc thơm thương. Món ngon nhất là thôi phải nhường. Dây mà thân thể cứ phình ra như trâu nước. Cao San ơi, hãy cứ giúp dùng con cho con đừng phi mập. Cho eo thon nhú nhỏ mình hạt xương mai để xứng giữa đôi giới đắng ngon. Thiên hạ thị phi thì con rất đau lòng. Ngực của con đã thó mà lông nhiều như cỏ. Cào nó hoài mà nó cứ mọc lên. Ngài thấy con đâu có chơi basketball mà sao người cứ cao như cây tre miếu. Nước thì mỗi ngày con chỉ uống một gallon, còn đồ ăn thì con đầy rất rất nhiều. Buổi sáng con ăn con gà rô thì dây hai ly sữa. Buổi trưa một dĩa thịt khoai với dĩa cơm chiên. Cứu eo để xứng đáng giữa hiền. Tràn đầy hạnh phúc tròn viên muôn đời. Và kính thưa quý vị, màn hoạt kê hài hước của anh em chúng tôi đến đây chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào những chương trình Washington khác vui hơn, tiến bộ hơn. Kính chào quý vị. Thôi, bây giờ đi về nhà, em chửi thiếp cho chàng nghe. Trời ơi, xin quý vị cầu nguyện cho tôi nha. Ôi trời ơi.